quy lại là những cái thử thách mà sau này Thu có cơ hội đều mở ra cho Thu bắt đầu từ cuộc thi Hoa hậu. Nếu mà Thu không phải là một Á hậu và không phải một cô gái được biết đến từ các cuộc thi nhan sắc thì ai lại cho một cô gái không có chuyên môn, không có một cái trường lớp nào để tham gia các cuộc thi hát hay là tham gia các chương trình game show trên truyền hình như mọi người vẫn thấy là Hạnh tham gia rất là thường xuyên. Thì quay trở lại vẫn là câu chuyện phải có những cái cơ hội đầu tiên mở ra cho chúng ta những cánh cổng đã.